Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Hoa Sứ Lê Gia ha. Hôm nay thì vườn em giới thiệu cả nhà mình 17 cây sứ Thái ghép và sứ Zin. Giá cây em bán này có giá từ 100.000 đến 500.000 một cây ạ. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi nha cả nhà. Em gửi cây đường Sa Tô Châu và đường Bưu Điện. Và địa chỉ vườn của em là ấp 5 xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An ha. Khách nào gần vườn mình có nhu cầu ghé vườn để nhận cây thì cứ alo ha. Mình có thể vô định vị Google Maps, nó gõ vô Hoa Sứ Lê Gia thì nó có định vị vô tận vườn luôn ạ. Rồi, số 1 là cây hàng VIP, ghép mảnh lông 3, 4 lớp màu vàng viền hồng. Cây VIP của bên em thì tựa khá là dài luôn nha. Những cây VIP hàng lớn thì em để tựa dài, bởi vì bên em hàng đa số là gửi đi các vùng miền ngoài xa nên để tựa dài gửi đi an toàn hơn. Rồi, mảnh lông 3 màu vàng 8 bo 500.000. Số 2, cây Zin. Cây này cũ rất là bắt mắt nha. Cây dạng dáng bay cũ đẹp. Cây Zin hoa 3 lớp màu hồng kỳ duyên. Đây, em quay cận lại cho mình xem cái cũ nó nè. Cây này dạng dáng bay nha cả nhà. Rồi, cây Zin này 450.000. Số 3 là Vĩnh Lộc 44, 4 lớp nền vàng cam sọc đỏ có hương thơm. Giống này hoa cực kỳ rộ, 6 bo 300.000. Số 4, Vĩnh Lộc 5. Vĩnh Lộc 5 màu đỏ sọc. Cây 10 bo 300.000. Đây là những cây hàng VIP thì lúc này cũng cận Tết ha. Em đưa lên hàng VIP cho mình tham khảo rồi mình cây nào thấy ưng mắt thì mình rước em nó về để chơi Tết nha cả nhà. Rồi, cây số 4, Vĩnh Lộc 5, 10 bo 300.000. Số 5 là Đại Mỹ Nhân, 5 cánh, trắng viền đỏ đó. Cây tàn tròn, 9 bo 300.000. Số 6, Kim Lân. Một giống hoa là rất là rộ, hoa to nữa, thơm. Đây, Kim Lân trắng và đỏ nha. Cây tàn tròn, củ cơ bắp. Mấy củ này nhìn xuất sắc luôn. Nói chung hàng VIP thì cái củ em cũng tuyển chọn rồi. Tàn tựa đẹp, củ đẹp. 11 bo 400.000. Kim Lân. Số 7, Vân Huế 7, 2 lớp màu hồng. Đây, Vân Huế 7 giống này là hoa rất rộ luôn. Cây tàn bung rộng nha, hoa rực rỡ. Củ chia làm 3 khối nè. Rồi, 7 bo, Vân Huế 7. Số 7, Vân Huế 7, 9 bo, 300.000 nha, 300.000. Số 8, An Lạc, giống này hương thơm. 3 lớp vàng cam, viền hồng. Cây 7 bo, 300.000 luôn. Số 9, Zanda, 5 cánh. Zanda là đỏ và vàng cam hai màu, cánh hoa hai màu. Cái giống này hoa rất rộ, 10 bo 300.000. Số 10, Ngọc Thủy Tiên. Đây, Ngọc Thủy Tiên. Cái hoa nào? Đây, Ngọc Thủy Tiên. 3 lớp nha cả nhà, đỏ viền. Ngọc Thủy Tiên 10 bo 400.000. Em xin nhắc lại những cây hàng này là hàng VIP nha. 400.000. Tới 11, 11 là Sĩ Thư 1, 3 lớp màu trắng. Sọc. Hoa này cực kỳ rộ, đây cây mình nhìn cái dàn nụ nè. Sĩ Thư 1 10 bo 300.000. Số 12. 12 là tiếp một cây Zin nữa. Đây, cái củ của nó nè. Cây Zin hoa màu 3 lớp màu hồng, tên kỳ duyên. Cái giống này nè là hoa quanh năm. Hoa màu hồng, nở căng, đẹp, hoa rộ và cho hoa quanh năm luôn. Rồi, số 12, một cây Zin 350.000. Hoành củ này là cỡ gần 4 gang tay em vòng lại. Số 13. 13 là Rạng Đông, 3 lớp màu vàng, 8 bo 150.000, chậu C10, củ to tàn đẹp tựa dài. Tiếp 14,
14 là yến nhi chín 3 lớp màu tím sọc, 5 bo 100.000. Số 15, thu thủy 10, hoa chuyển màu, 3 lớp. Lúc ban đầu nó nở là nền màu vàng nha, màu vàng sọc hồng, nở vài ngày nó sẽ chuyển sang màu hồng. 9 bo 150.000. Số 16, duyên dáng tím 3 lớp màu tím, 7 bo 150.000. Cây này thì củ tím, thân tím luôn, ghép trên mặt hoa tím nên nhìn tím liệm luôn, từ đầu đến chân màu tím không. Tiếp 17, ngọc băng 3 lớp trắng tinh, 7 bo 100.000. Rồi, cái giá cây em nói đây là giá em bán, còn cái phí ship là do người mua mình trả nha cả nhà. Hiện nay khách mua 10 cây em sẽ tặng mình một cây làm quà ha. Cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh của em thì mình hãy bỏ ra thao tác mình bấm đăng ký ha, và bấm vào chuông thông báo để mỗi khi kênh em up bài đăng lên thì mình sẽ đón xem sớm nhất. Rồi, chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.